Hello, hello. Các bạn ơi, chúng mình lại vào lớp nào? Chúng mình cùng nhau vào lớp để chữa bài của buổi 52 nào cả lớp ơi. À, bạn nào vào rồi sẽ comment cho cô là con chào cô nhá, để cô sẽ nhìn thấy các bạn được không ạ? Ok. Giờ cô sẽ đợi các bạn trong vòng 2 phút nữa, sau 2 phút nữa thì khi các bạn vào đủ rồi thì cô sẽ bắt đầu chữa bài nhá. Alright. Nào, chúng ta vào lớp nhanh nào. Ok, cô chào con. Hello. Cũng đã 9 rưỡi rồi đúng không? Chúng ta vào lớp nhanh nhanh một chút để chúng ta sẽ chữa sớm, để chúng ta còn nghỉ sớm, ngày mai mình còn đi học. Buổi chữa bài 52 mình thấy rằng là nó rất là dễ, đúng không ạ? Buổi 52 mình thấy rằng là mình lại ôn tập lại về tương lai gần, tương lai đơn, sorry, về tương lai đơn, quá dễ. Với tất cả các chủ ngữ các bạn chỉ cần nhớ cho cô là chúng ta có trợ động từ will cho tất cả các chủ ngữ. Nhá, cả lớp nhá. Nào, cố lên nào, vào lớp nào. Rồi, cô chào bạn. Ok, rồi cô đã thấy các bạn vào cũng khá là đông đủ rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chữa bài luôn cả lớp nhá. Nào, câu 1 chúng ta có: tôi sẽ thức dậy sớm. Tôi sẽ thức dậy sớm. Nhưng nó không có cái trợ động từ hôm nay đúng không? Tôi sẽ thức dậy sớm. Tôi sẽ thức dậy sớm. Nào, xin mời các bạn. Nào, với câu số 1, câu này cực kỳ là dễ, nên là câu này cô muốn các bạn comment đáp án cho cô ở phía dưới phần comment nhá. Nào, tôi sẽ thức dậy sớm. Xin mời các bạn comment ạ. Tôi sẽ thức dậy sớm. Các bạn có 1 phút để suy nghĩ và comment cho cô đáp án xuống phía dưới phần bình luận nhá. Nào. Ok, vậy chúng ta có thấy một vài đáp án của các bạn ở đây rồi. Mình có đầu tiên chủ ngữ là tôi, mình sẽ có chủ ngữ là I. Đúng không ạ? Tôi sẽ, mình nhớ cho cô về trợ động từ của tương lai đơn, đó là trợ động từ I will. Đúng rồi, I will. Đúng không? I will. Thức dậy, mình có cái động từ thức dậy là get up. Hôm trước chúng ta đã học rồi, đúng không ạ? Get up. Dậy sớm, mình có trạng từ sớm. Chúng ta cũng đã học trạng từ này rồi. Chúng ta sẽ có là I will get up early. Đúng không ạ? Early, đây là một trạng từ. I will get up early. Alright, câu 2. Cô ấy sẽ chuyển đến sống ở Sài Gòn. Cô ấy sẽ chuyển đến sống ở Sài Gòn. Ở đây mình lại thấy rằng là đây lại là một cái câu câu bình thường, đúng không ạ? Mình có câu với tương lai đơn với trợ động từ là will. Và cô gợi ý cho các bạn này, chúng ta có động từ chuyển đến đâu đó thì mình sẽ có động từ đó là move to. Move to. Nào bây giờ các bạn, xin mời các bạn comment cho cô đáp án của mình xuống phần bình luận cho cô nhá. Nào, cô ấy sẽ chuyển đến sống ở Sài Gòn. Nào, xin mời các bạn. Các bạn comment cho cô phần đáp án xuống phần bình luận được không ạ? Cô ấy sẽ chuyển đến sống ở Sài Gòn. Ok, vậy chúng ta có cô ấy sẽ là chủ ngữ she, đúng không ạ? She. Mình lại nhớ lại với trợ động từ, đó là mình có trợ động từ she will. Rất tốt. She will chuyển đến đâu đó, chuyển đến đâu đó mình có động từ đó là she will move to. Đúng rồi, move to Sài Gòn, mình có là Sài Gòn, đúng không ạ? Rồi, vậy thì ở đây khi mà mình muốn nói chuyển đến đâu đó thì mình nhớ cho cô là hãy để cái địa điểm đó ở phía cuối cùng ở lớp nhá. Ví dụ cô nói là cô ấy sẽ chuyển đến sống ở Bắc Ninh chẳng hạn, mình nói là she will move to Bắc Ninh. Đó, được chưa ạ? Chúng ta đã hiểu về cái câu này chưa ạ? Ok, rồi xong. Câu số 3. Anh ấy sẽ đi xem phim cùng bạn anh ấy. Câu này cũng là một câu chúng ta đã học rồi. Nhá. Anh ấy sẽ đi xem phim cùng bạn anh ấy.
Ok, vậy chúng ta có chủ ngữ trong câu số 3 là chủ ngữ anh ấy. Mình sẽ có chủ ngữ đó là he. Rất tốt, he. Mình có một trợ động từ của tương lai đơn, đó là trợ động từ he. He will, đúng rồi, he will. Đi xem phim, mình có cái động từ đi xem phim, đó là go to the cinema. Đúng rồi, đi ra rạp chiếu phim á các bạn ạ. Go to the cinema cùng bạn anh ấy, with his friends. He will go to the cinema with his friends. Thế nếu như ví dụ câu này cô nói là anh ấy sẽ đi học cùng với bạn anh ấy, thì mình sẽ có là he will go to school. Đúng rồi, he will go to school with his friends. Đó, được chưa ạ? Câu 3 đó nhá. Ok, câu 4 chúng ta có chúng tôi sẽ ở nhà và xem DVDs. Ở câu 4 này mình nhớ cho cô là có hai động từ. Động từ thứ nhất là ở nhà, động từ số 2 là xem DVDs. Đúng không ạ? Đó, hai động từ. Các bạn chú ý cho cô nha. Rồi, vậy đầu tiên mình có chủ ngữ chúng tôi thì mình sẽ có chủ ngữ là we, chính xác, we. Sẽ ở nhà, đầu tiên mình có một cái trợ động từ của tương lai đơn, đó là we will, đúng rồi, we will. Ở nhà mình có stay at home, đúng rồi, stay at home and watch DVDs, rất tốt. And watch DVDs. We will stay at home and watch DVDs. Có ai làm đúng câu này không? Ai làm đúng câu này các bạn comment là con làm đúng cho cô xem nào. Ai làm đúng thì comment là we will stay at home and watch DVDs. Ai làm đúng thì comment nào. À, thì có hai bạn, một bạn, hai bạn này. Ok, rồi rất là tốt, cảm ơn các bạn. Chúng ta đến với câu cuối cùng. Chúng tôi sẽ về nhà sau giờ học. Câu này cô cho các bạn thời gian là 1 phút để suy nghĩ và comment cho cô phần đáp án xuống dưới nhé, cả lớp nhé. Chúng tôi sẽ về nhà sau giờ học. Nào, xin mời các bạn. Chúng tôi sẽ về nhà sau giờ học. Ok, rồi ở đây chúng ta có chủ ngữ là chúng tôi. Mình sẽ có chủ ngữ này là we, đúng không ạ? Một trợ động từ của tương lai, đó là trợ động từ we will. Rất tốt. We will. Về nhà, mình có động từ về nhà, đó là come back home hoặc là go home. Alright. We will come back home. Sau giờ học có một trạng ngữ chỉ thời gian. Mình có sau là after. After school. After school. We will come back home after school. Đó. We will come back home after school. Alright. Rồi vậy một lần nữa chúng ta cùng nhau xem lại cho cô 5 câu dịch trong bài buổi hôm nay. Buổi hôm trước đúng không ạ? Chúng ta chữa bài. 5 câu này chúng ta ôn tập về tương lai đơn. Và như cô nói rồi, tương lai đơn thì là một thì khá dễ. Khi chúng ta dùng một trợ động từ duy nhất, đó là trợ động từ will, cho tất cả các chủ ngữ. Các lớp nhớ nhá, cho tất cả các chủ ngữ. Đó, vậy bạn nào chúng ta chưa làm được thì các bạn sẽ chữa bài vào, hoặc là các bạn sẽ chụp ảnh màn hình lại để tẹo nữa chúng ta cùng chữa bài vào trong vở nhá. Đó, cô cho các bạn thời gian là 2 phút để chúng ta xem là còn chỗ nào mình chưa hiểu, mình sẽ comment hỏi cô lốt này. Hoặc là chúng ta chưa chữa được bài thì mình sẽ chữa nốt vào trong vở nào. 2 phút nhá. Rồi ok, bạn nào xong rồi thì comment là con xong rồi, đúng không ạ? Ok, alright, rồi vậy xong rồi chúng ta sẽ chuyển đến phần mở rộng trong bài ngày hôm nay. Trong phần mở rộng này hôm nay cô muốn mang đến cho các bạn một cấu trúc câu chúng ta sử dụng rất nhiều trong phần giao tiếp. Đó là cấu trúc câu I wanna do something.
Khi chúng ta gặp cấu trúc câu I wanna, các bạn sẽ nhớ rằng đây là cấu trúc câu bằng với cấu trúc câu I want to. Đây ạ, cô đã để cho các bạn ở phần trong ngoặc đơn rồi đúng không ạ? I wanna do something sẽ bằng với I want to do something. Và khi chúng ta dịch câu này sẽ mang ý nghĩa là tôi muốn làm gì? Tôi muốn làm gì? Ví dụ cô có là tôi muốn đi đến bãi biển. I wanna go to the beach. Tôi muốn xem TV. I wanna watch TV. Đúng không ạ? Tôi muốn đi mua sắm. I wanna go shopping. Đó, vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học với cấu trúc I wanna. Alright, I wanna. Và trước khi đến với cấu trúc câu này thì cô sẽ muốn lưu ý cho các bạn một điều như sau. Khi chúng ta dùng từ wanna, đây chính là một cách nói thân mật, cách nói thông thường trong giao tiếp. Và đặc biệt, cách nói này chúng ta sẽ không sử dụng trong văn viết. Có nghĩa khi chúng ta dùng để chúng ta viết bài, chúng ta sẽ không dùng từ wanna. Các bạn nhé, từ này là để chỉ dùng trong giao tiếp thân mật thường ngày mà thôi. Chúng ta sẽ không dùng từ wanna trong văn viết. Được chưa ạ? Rồi. Ok, vậy chúng ta sẽ cùng đến với một vài ví dụ của cô như sau. Câu 1. Đó, các bạn thấy I wanna. Chúng ta có I wanna play football. I wanna play football. Tôi muốn chơi bóng đá. Alright, I wanna play football. Nào bây giờ các bạn thích môn thể thao nào? Các bạn sẽ có thể comment cho cô một đáp án xuống dưới nha. Ví dụ các bạn thích chơi môn bóng rổ chẳng hạn, chúng ta comment là I wanna play basketball. Nào, mỗi bạn một môn thể thao, chúng ta comment xuống phía dưới xem chúng ta muốn chơi môn thể thao nào, đúng không ạ? Giống câu của cô, các bạn viết như sau: I wanna cộng với play cộng với môn thể thao đó. Ví dụ, I wanna play football. Alright, nào xin mời các bạn, mỗi bạn cho mình một môn thể thao các bạn yêu thích nhất. Có rất nhiều đúng không ạ? Đá bóng này, đánh cầu lông này, đánh bóng bàn này, vân vân, rất nhiều. Đánh tennis này, hoặc là nhảy dây này đúng không ạ? Vân vân. Alright, giờ cô nhìn thấy đáp án của một vài bạn. Các bạn ghi là I wanna play badminton. Very good. I wanna play badminton. Tôi muốn chơi cầu lông, rất tốt. I wanna play badminton. Very good. Tiếp nữa. I wanna play basketball. Rất tốt. Tôi muốn chơi bóng rổ. I wanna play basketball. Very good. Okay. Rồi, ví dụ 2 cô có I wanna go shopping. I wanna go shopping. I wanna go shopping. Tôi muốn đi mua sắm. Tiếp nữa mình có I wanna go to the beach. I wanna go to the beach. Tôi muốn đi biển, đúng không ạ? Mùa hè này thì chắc chắn là đây là ước muốn của nhiều người, đúng không ạ? I wanna go to the beach. Alright. Hoặc là tiếp nữa mình có I wanna ride my bike. I wanna ride my bike. À, tôi muốn gì? Tôi muốn đi đạp xe, đúng rồi. Buổi chiều chúng mình đi học về thường thường là chúng mình hay đi đạp xe cho mát, đúng không ạ? I wanna ride my bike. Rồi, rất là tốt. Vậy thì ở đây cô có 4 ví dụ của cấu trúc câu I wanna. I wanna. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập với một vài cấu trúc câu nữa nhá. Nào, xin mời với phần luyện tập bức tranh số 1. Bức tranh 1 chúng ta thấy rằng có bạn muốn chơi bóng rổ, đúng không ạ? Và bây giờ nhiệm vụ của chúng mình sẽ là chúng ta sẽ viết cho cô một câu. Viết một câu để miêu tả là bạn ấy muốn làm gì. Alright. Nào chúng ta đến với câu số 1. Xin mời các bạn comment cho cô đáp án của mình xuống phía dưới nào. Anh ấy muốn chơi bóng rổ. Đúng rồi. Nào các bạn ơi, chúng ta comment nào.
Ở đây mình có là tôi muốn chơi bóng rổ, đúng không ạ? Vì vậy chúng ta có là I wanna, đúng rồi, I wanna play basketball, very good. I wanna play basketball, okay? I wanna play basketball. Alright, nào các bạn nhìn lại ha. I wanna play basketball. Okay, câu 2 mình có là hai bạn muốn đi biển. Vậy thì mình sẽ dùng với cô đó là chúng tôi muốn đi biển, đúng không ạ? Chúng tôi muốn đi biển. Chúng tôi muốn đi biển. Nào, xin mời các bạn với chúng tôi muốn đi biển. Các bạn comment cho cô đáp án nào. Chúng tôi muốn đi biển. Chúng tôi muốn đi biển. Nào, xin mời. We wanna go to the beach. Rất tốt. We wanna go to the beach. Very good. We wanna go to the beach. Tiếp nữa, chúng ta có là họ muốn đi mua sắm, đúng không ạ? Họ muốn đi mua sắm. Nào, xin mời các bạn nào. Họ muốn đi mua sắm. Họ muốn đi mua sắm. Alright, rồi cô nhìn thấy một vài đáp án chính xác rồi đấy ạ. À. Chúng ta có là they wanna go shopping. Đúng rồi, they wanna go shopping. Very good. They wanna go shopping, họ muốn đi mua sắm. They wanna go shopping. Alright, rồi câu cuối cùng tôi có là tôi muốn đạp xe đạp, đúng không ạ? Tôi muốn đạp xe đạp. Nào, xin mời các bạn. Tôi muốn đạp xe đạp. Tôi muốn đạp xe đạp. Rất dễ đúng không ạ? I wanna ride my bike. Rất tốt. I wanna ride my bike. I wanna ride my bike. Alright. Rồi, vậy thì đến với cấu trúc này các bạn cùng nhìn lại một lần nữa. Khi chúng ta muốn có đó là chúng ta muốn nói là muốn làm gì và đặc biệt là dùng trong văn nói thường ngày thì chúng ta sẽ dùng cho cô với cấu trúc I wanna các bạn nhé. I wanna. Và đặc biệt là không dùng trong văn viết trang trọng các bạn nhé. Khi viết bài chúng ta hạn chế viết tắt, đúng không ạ? Chúng ta phải dùng văn viết trang trọng, lịch sự, không được viết tắt. Alright, rồi. Vậy bây giờ mình sẽ cùng nhau nhìn sang bài của buổi số 53 ngày hôm nay. Đây. Đó, chúng ta sẽ nhìn vào bài buổi số 53. Trong buổi số 53 này ngày hôm nay mình sẽ có bài tập về nhà, đó là bài về câu hỏi của tương lai đơn. Với câu hỏi của thì tương lai đơn thì cô lại nhắc lại một chút, đó là chúng ta sẽ phải đưa cho cô trợ động từ will đứng trước chủ ngữ. Các bạn nghe rõ nhá. Chúng ta phải đưa trợ động từ will đứng trước chủ ngữ. Được không ạ? Đứng trước chủ ngữ để mình tạo thành câu hỏi trong thì tương lai đơn, và câu hỏi này gọi là câu hỏi không có từ để hỏi. Được chưa? Câu hỏi không có từ để hỏi. Ok, vậy bây giờ các bạn sẽ chụp ảnh màn hình lại hoặc các bạn sẽ ghi chép cái phần bài ngày hôm nay vào để chúng ta về nhà làm cho cô nhé. Ok, cô cho các bạn 2 phút được không ạ? Hai phút để chúng ta chụp ảnh. Ok rồi. Vậy thì hôm nay chúng ta chữa bài chỉ đến đây thôi. Cô giáo sẽ tắt livestream ở đây. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau tiếp trong buổi chữa bài tiếp theo. Thế thì ngày mai chúng ta sẽ cố gắng làm vào lớp đúng giờ cho cô nhé. Để cô và các bạn đỡ phải đợi, đúng không ạ?
Ok, vậy thì cô chào cả lớp và hẹn gặp lại các bạn vào bài ngày mai. Bye bye!